Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn ở quán cháo vịt của chị Thủy. Cháo vịt cháo gà bán lúc 3 giờ chiều ở ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, gần sân vận động huyện Bình Đại. Vũ mời cô chú anh chị và các bạn đến quán của chị Thủy ăn, ủng hộ chị Thủy. Quán bán cháo gà cháo vịt rất là ngon, 25.000 một tô. Chào chị Thủy, chị Thủy bán đỡ không chị Thủy? Được. Dạ. Dạ. Đây chị Thủy bán cháo gà cháo vịt nha các bạn. Đây là vịt. Cháo vịt. Hai chục thì lấy chục, hồi nãy chứ lấy chục thôi. Lấy rồi. Thịt qua dịch quá ngon luôn. Đây chị Thủy bán là chất lượng luôn. Dịch mập quá chừng luôn á chị. Ở đây chị Thủy dịch tiễn dịch ngon không mà nha các bạn. Chất lượng luôn. Tại vì mình đại đó cũng có chị Thủy lo liền phải không? Dạ. Cháo vịt cháo gà. Trời ơi, vậy nó của xe nữa thông cảm nha, không chưa có quá ngon luôn. Cắt luôn. Cắt luôn. Nhìn thấy là thèm liền. Cháo vịt chị Thủy là em ăn ngày nào cũng ăn không ngán luôn. Rồi. Thịt vịt. Gan với mề với ruột với huyết. Cái này là tùy theo khách ăn, cũng như khách muốn ăn gì thì gọi. Rồi bưng vô ăn bình đi Tăng. Rồi, quá hấp dẫn luôn. Dạ. Dạ. Đây chị Tâm múc cháo. Bà con nếu mà có về Bình Đại thì ghé quán của chị Thủy, ủng hộ ăn cháo, ủng hộ chị Thủy nha. Chị Thủy chặt thêm một con nữa nè. Dạ. Quay phim đi chị. Một bữa ơi cũ nha, đây có con nè. Ờ, nếp á. Chị Thủy, một bữa chị Thủy bán được mấy chục con chị Thủy? À, có 12 con rồi chú ơi. Dạ. 12 con rồi cưng. Dạ. Đâu bớt chị Thủy quýnh chết à. Cho con người đâu. Đây, khách ăn đùi. Ở đây là tự chọn nha các bạn.
các bạn muốn ăn gì thì gọi. Rồi một người đi, cảm ơn. Chị Tâm múc cháo với bưng. Tiêu nước mắm gừng. Quá hấp dẫn nha các bạn. Con quảng cáo cho chị Thủy à. Dạ. Để cho bà con ở xa có về ngang đây biết ghé ủng hộ. Dạ. Cháu đây lâu chưa? Lâu rồi. Dạ. Dạ. Là vô đây không đó. Dạ. Cô chú nhà ở đâu? Ở ngoài Bình Thắng mấy. Dạ. Dạ dạ. Bữa nào làm biết con vô đây con. Dạ. Rồi con chúc cô chú ăn ngon miệng ha. Dạ. 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 Hai người bạn số 3 tiếp. Cải nồi. Này là củ cải đỏ, củ cải trắng. Đây là ở nhà chị Hai làm không? Củ cải nhà làm luôn, hành phi ở nhà làm luôn. Đây đặc biệt cái cháo vịt này là chị thấy cái thịt nó rất là ngon, với làm nó rất là mềm mà nó rất là thơm. Dạ, quảng cáo à. Anh ăn cháo hả? Dạ. Dạ.
hai đừng quay. À, chị hai chặt, chị Thủy chặt thịt đẹp cực kỳ luôn không? Nhìn thấy là thèm liền, hấp dẫn liền. Số 2 cái kia là 89 cục. Cái quý 35 là như vậy. Ôi, ăn nước không nha. Này quyết nếp rất là ngon. Rồi. Gan, tim, phi. Rồi. Đây xong một phần. Rồi bước vô Tâm ơi cho ba người đẹp đi. Lỡ rồi. Cháu đặt xuống mọi người đừng bỏ tiêu nha chị. Cháu không tiêu hả? Cháu đặt không tiêu hả? Đã có cái bình thường không? Bình thường cũng bình thường. Đó, đẹp chưa? Đẹp mới đủ. Đó, nhìn thấy là hấp dẫn, thấy là thèm liền. Hôm nay khoảng 3 giờ có hả chị hai? 3 giờ bắt đầu bay giờ. Con đi quyết tiếp tao. Cháu lên lên lên. Lẹ lên, cháu lên ra. Rồi rồi, đặt đặt. 3 giờ tới mấy giờ chị? Tùy theo khách đó Vũ. Dạ. Lại sớm chị hai hết sớm à. Dạ. Cũng mới bỏ vô mà. Rồi Tâm, đây vô bạn chịu quýt tiền. Wow. Quá hấp dẫn luôn. À, 30 thịt nạc hả chị? Quá đẹp luôn. Này khách mua đem về. 8 triệu cũng đi quay rồi nè. Ừ. Hay là con mua cháo hả? Dạ. Rồi đưa ngoài lấy tiền đi. Khách mua bịch đem về. Con này chắc khoảng 3 kg trở lên không hả chị hai? 3 kg. Chị tên Thủy mà tại mình quen rồi gọi chị hai. Con đem về Tâm ơi.
một phần đem về. Cái cũ cái gì? Hả? Rồi, chặt cái đùi luôn không? À đúng gì con? Thịt hả? Hôm nay ăn yếu vậy? Đây con. Bà hai bà làm tắm đi chứ bà. Bà sao? Củ cải đỏ, củ cải trắng. Sao có con nhỏ nè. Muốn chết ngon gì? Bé con chị gì? Dạ. Đi học thêm hay gì con? Uống gì cam? Quay quảng cáo à? Rồi, chứ mẹ đang. Còn mua đi con đây, còn em còn mấy triệu vậy? 5 triệu. Có tiền đây. Qua ấy với chú hai trả tiền. 5 cửa 20 ngàn tiền điện, tiền 3 giờ mà tới tối. Con học lớp mấy rồi con? Thì mình nói học. Thì chắc là em đi nặng. Ăn cánh nè. Cánh. Tùy sở thích của mỗi người. Đã đói rồi con. Chào chị. Gọi lấy chị 50.
tiền bỏ vô cam ơi. Nhiều tiền như thế này. Một bịch không có hành cơ. Có hành cháu thôi. Có hành cháu thôi. Có hành cháu thôi. Có hành cháu thôi. Đầu giò chéo cánh. Này chú hay thiên cánh lắm. Dạ. Nhưng mà đi với trai. Tùy theo sở thích của mọi người. Chú này là thích ăn cánh với ăn đầu. Đáng ngoại tâm ơi. Tôi bán cho bả với 8 đứa. 8 người thôi. Ba được cắt hả? Thằng ông ba cái đâu? Thằng ông bán đi đi chờ rồi chứ. Rồi bỏ mua ra. Sáu bịch không? 6 bịch. Con bước qua lấy tiền Tâm ơi. Tâm đi ra bán cho bãi với Tâm ơi. Tâm thấy rồi. Dạ. Dạ vòng vòng ở đây là ai hỏi bộ hòa sát là biết nhiêu. Lên được hình. Dạ. Quay cho Tâm. Đây đây chị đưa liền nè, đưa liền.
bưng đi Tâm ơi, bưng đi. Anh bước qua lấy tiền Tâm ơi. Anh đi ra bán cho bãi với Tâm ơi. Dạ, dạ vòng vòng ở đây là ai hỏi bộ hòa sát là nhiều lên được hình. Dạ. Đây đây, chị đưa liền nè, đưa liền bưng đi Tâm ơi, bưng đi. Hấp dẫn luôn, quá ngon. Biết nếp rồi về ăn cháo ha. Dạ rồi, con chúc hai về ăn ngon miệng ha. Dạ. Bạn muốn nói gì nói đi. Nè là lên mạng là coi đủ hết các bạn. Bạn có người nó nhắn nhủ gì mấy cháu mấy em người ta. Hôm nay đi coi ập đẹp mà quen lắm ta. Dạ. Vì có bà con gì ở nước ngoài không? Có thì dì nhắn là mấy chị đó coi được đó. Cái gì á? Dạ. Cái gì tao với bãi thì nay vô. Tao với thì đi ăn cháo đẻ. Dạ. Dạ. Đây là hỏi về cháu này. Khách mua đem về. Rồi. Rồi. Đây là phần của Vũ. Rồi chị bưng vô tông mẹ mấy chị. Rồi số 1 luôn á. Rồi. Đây, Vũ mời cô chú anh chị và các bạn ăn cháo vịt. Đây là nước mắm gừng. Quá ngon, vịt này quá ngon luôn chị ha. Vịt này quá ngon Vũ ơi. Nhai lựa vịt là cực kỳ ngon luôn. Này khách mua đem về nhậu. Đầu giò chéo cánh bồ câu. Vậy chứ mấy cái đó ăn ngon lắm. Dạ. Có mấy lần em mua đầu cũng ngon. Đầu ngon không Vũ? Dạ. Đầu thì sạch, đâu có hôi khác. Dạ, không.
rất là thơm, thịt cũng vậy nữa. Không bao giờ mà có cái mùi hôi gì hết. Ôi ôi, mấy cái mồ câu kìa. Đã không? Đây là nhậu mệt nghỉ rồi. Rồi bưng chị Tâm. Trời, người đẹp chưa mua cháo nữa ta. Nay không ai mượn đi vậy? Ai không ai mượn đi trơn hả? Là em lên ở tám giá ba rồi bây giờ có gì bác thấy mấy em một tăng nhàn rồi ở không có cháo thịt, có lộn xộn xương đồ cổ cánh không anh, nửa này nó kia cái thịt đi, nói chung làm thịt đi. Rồi. Vậy cũng là ở phía trước. Về ở chung với má chị. Vậy hả? Dạ. Về hơn thôi. Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ mời cô chú anh chị và các bạn đến chỗ quán của chị Thủy, quán cháo vịt cháo gà, ăn ủng hộ chị Thủy. Chị Thủy bán ngay chỗ đầu đường vô sân vận động, hướng ở ngoài chợ đi vô mé bên tay phải nha các bạn. Đây, quán cháo này rất là ngon nha các bạn, cháo gà cháo vịt.